Nợ mạng người phải trả. Vì nghiệp báo của sát sanh khiến chúng sanh bị giết hại không ngừng, lại hổ tương báo thù và cùng nhau tạo nghiệp. Sự tuần hoàn của loại tánh ác này khiến người sợ rỡn tóc gáy. Nếu các vị hiểu được đạo lý của việc không sát sanh, tức sẽ không làm các điều ác và làm các việc lành. Hòa thượng từng nói: trên thế giới này, người không hiểu Phật pháp là người khổ nhất, còn ai hiểu biết được Phật pháp mới là người vui nhất. Điều này thật không sai chỗ nào. Hòa thượng kể: phàm người nào mắc bệnh đều có nguyên nhân của nó cả. Như có thể là do quan gia tới đòi mạng, hoặc là đòi nợ, hoặc là tới báo thù. Tôi đã gặp qua một người bị bệnh điên cuồng. Hắn đi tới 3 bước, rồi lui lại 2 bước, ngước đầu lên trời giống như kẻ say rượu. Hắn thường nói 2 câu: tam quan phổ chiếu thấu tam tài, vô hữu quán nghiệt ngã bất lai. Tức là nói mặt trời, mặt trăng, tinh tú, 3 loại quan này chiếu thấu trời, đất và người. Nếu như ông ta không có nợ quan nghiệt, thì quan nghiệt sẽ không đến hành ông bị bệnh này. Tôi có gặp một người, dù tôi làm sao đi nữa cũng trị không được cái bệnh của bà ta. Bệnh này ra sao? Bà này thường đến nhà người khác. Nếu bà không nói là ông táo của nhà này thì nói là tổ tiên của nhà nọ, hoặc là cha mẹ của họ. Đó là một chứng bệnh điên khùng, và tôi muốn trị cho bà ta hết bệnh. Lúc trị bệnh, trên đầu bà ta lại mọc ra một cái sừng dài khoảng 2 tấc. Những người ở đó đều thấy cái sừng này lòi ra. Tôi thấy kỳ lạ nên nghiên cứu kỹ lại. Thì ra 20 năm về trước, bà cùng với cha của bà đã chôn sống người chị ruột của bà. Chuyện đó cách nay cũng đã hơn 70 năm. Hòa thượng khai thị năm 1990. Khi xưa người ta rất là cổ hủ. Vì chị của bà không chồng mà mang thai, nên cha của bà không chịu nổi mới đào một cái hố, rồi cùng bà là đứa con nhỏ đem chôn sống chị bà, đứa con gái lớn của ông trong cái hố đó. Lúc bấy giờ, linh hồn của người chị và thai nhi tới đòi mạng bà, khiến cho bà khùng khùng điên điên. Đợi khi tôi trị bệnh cho bà, chị của bà dùng pháp thuật khiến bà mọc ra một cái sừng, và còn cho tôi biết rằng đây là một xác mà 2 mạng người, nên không thể đem Phật pháp ra cứu bà ta được. Từ đó tôi nhận biết rằng tất cả bệnh quan nghiệt đều do tiền nhân hậu quả. Cho nên tất cả những người bệnh là do quan nghiệt tới đòi nợ. Cũng giống như hiện nay có rất nhiều người bị bệnh ung thư. Đó đều là vì họ đã sát sanh quá nhiều và cũng ăn quá nhiều thịt, cho nên họ mới bị trúng độc nặng nề, và vì thế mới sanh ra bệnh ung thư. Đây đều là có quan nghiệt ở đấy tới đòi nợ.